Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lên cắm lên chậu những cành hoa cúc mà chúng ta vừa mới làm. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái chậu vô mút sẵn, và ở trên mặt thì chúng ta sẽ rải cái rêu sợi. Và để được cắm được chậu này thì chúng ta sẽ cần 3 hoa búp, 4 hoa nở với các kích thước thân cây khác nhau, 10 cái lá cúc. Các lá cúc này khi mà các bạn dán rồi thì chúng ta nhớ là dùng cái mo cánh và mo phía rìa ngoài của hoa cúc này để tạo độ cong, nhìn cái cánh hoa của chúng ta, cái lá của chúng ta sẽ mềm mại hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cắm cái hoa cúc. Các bạn sẽ chọn cho mình cái cành hoa dài nhất, các bạn sẽ cắm ở dưới trước. Mình sẽ cho nó quay ra hai phía luôn nha. Ta xen kẽ hoa búp vào nữa. Các bạn nhớ là uống cong cong cái hoa của mình. Mình cho nó cái độ cành hoa nó sẽ mềm mại hơn. Sau đó là chúng ta sẽ cắm lá vào xung quanh. Bạn sẽ dùng tay chúng ta bẻ hơi cong cái phần lá này.
bạn sẽ chỉnh sơ cái hoa của mình. Nếu muốn chắc chắn hơn thì các bạn cũng có thể là cho một ít keo keo nến hoặc là keo sữa vào cái gốc hoa. Lá thì các bạn có thể chuẩn bị từ 10 đến 15 lá cũng được, miễn sao là chúng ta cắm bít hết cái phần gốc của mình để cho không có thấy cái gốc là được. Và mình vừa hướng dẫn cho mọi người cách làm hoa cúc và cách cắm hoa cúc trên trên chậu như thế này. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Nếu thắc mắc về cách làm hoa, các bạn có thể bình luận ở phần bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Chúc các bạn một ngày mới, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.